Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm bổ huyết điều kinh do dược phẩm yên bái sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về bổ huyết điều kinh cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm bổ huyết điều kinh có thành phần là xuyên khung 0,1 gam, bạch thực 0,1 gam, thục địa 0,2 gam, phục linh 0,10 gam, bạch truật 0,10 gam, cam thảo 0,05 gam, ích mẫu 0,3 gam, đương quy 0,2 gam, đẳng sâm 0,1 gam. Bổ huyết điều kinh được bào chế dưới dạng viên nang. Bổ huyết điều kinh mang lại cho người dùng công dụng, dưỡng huyết, nhuận sắc, điều kinh. Dùng cho phụ nữ sắc mặt kém tươi, tóc sơ và rụng nhiều, dung nhan suy giảm, kinh nguyệt không đều, đau bụng hành kinh. Sản phẩm bổ huyết điều kinh được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của bổ huyết điều kinh được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống 2 viên mỗi lần, 2 đến 3 lần mỗi ngày. Chống chỉ định khi sử dụng bổ huyết điều kinh, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, người đang xuất huyết. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm bổ huyết điều kinh, đồng thời biết cách sử dụng bổ huyết điều kinh sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham